Xua tan bao buồn lo, vì tôi biết những lúc
tôi cô đơn rất nhiều. Bạn vẫn đến chia sớt luôn ân cần với tôi. Cuộc sống quanh ta có biết bao điều lo. Bạn hãy cố gắng vẫn tin ta sát vai và đón nắng mới mát ấm áp tràn hòa niềm hạnh phúc quanh ta bao tiếng cười. Sẽ mãi luôn yêu đời nhé, ấm mắt trong ta còn mãi. Tình bạn ta sẽ không hề phai không cách rời. Khắc ghi vào trong tim tôi dù ngày mai có biết bao đổi thay. Có lúc tôi như gục ngã, chỉ muốn đến bên bạn thôi. Cần nhiều lời khuyên, mang niềm vui, mang tiếng cười. Cảm ơn cuộc đời hôm nay vì đã cho tôi sống trong yêu thương của bạn bè. Cho bao người tình ngàn lời hát xua tan bao buồn lo. Vì tôi biết những lúc tôi cô đơn rất nhiều, bạn vẫn đến chia sớt luôn ân cần với tôi. Cuộc sống quanh ta có biết bao điều lo. Bạn hãy cố gắng vẫn tin ta sát vai và đón nắng mới mang ấm áp tràn hòa niềm hạnh phúc quanh ta bao tiếng cười. Sẽ mãi luôn yêu đời nhé, ấm mắt trong ta còn mãi. Tình bạn ta sẽ không hề phai không cách rời. Khắc ghi vào trong tim tôi dù ngày mai có biết bao đổi thay. Có lúc tôi như gục ngã, chỉ muốn đến bên bạn thôi. Cần nhiều lời khuyên, mang niềm vui, mang tiếng cười. Cảm ơn cuộc đời hôm nay vì đã cho tôi sống trong yêu thương. Có những ước mơ nhỏ bé sẽ lớn theo ta ngày tháng. Đường đời muôn lối ta cùng nhau vững bước đi. Có bạn và tôi hôm nay ngại ngần chi, dẫu khó khăn vượt qua. Có những tôi như hụt ngã, chỉ muốn đến bên bạn thôi. Cần nhiều lời khuyên, mang niềm vui, mang tiếng cười. Cảm ơn cuộc đời hôm nay vì đã cho tôi sống trong yêu thương của bạn bè. Ở đâu ra? Tớ chỉ hát một đoạn cho bài anh. Tớ nhớ đã. Bây giờ hát ba câu sáng này ấy. Như nào ấy nhỉ? Phút giây nghẹn ngào. À, phút giây mong nghẹn ngào vì biết Linh yêu mong. Và mong sẽ là người đàn ông của đời Linh. Mong đã mơ về ngôi nhà về những đứa trẻ. Vì yêu mong. Vì yêu Linh. Cẩn thận, anh mong là nối tiếp bố anh ấy để cho một phát hai mấy đứa thì chắc mình bảo làm. Linh nghệ, 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 Linh ta chỉ nói cái đấy thôi. Nó đây tối tự hiểu. Đúng mà, hôm sau Linh về. Ở đây có bà sinh 6 mà sinh thường đấy. Ừ. Chứ đẻ mỗi đứa có 7 lạng. Mày ơi, nhưng mà nuôi sống chứ.
sống như thế này sống 7 người khỏe luôn. Nhưng mà cái này là tôi ăn đâu của con gái đâu. Ơ nhưng mà sao sao để được quần áo ở đâu ấy nhỉ? Để tôi xử lý cho, để tôi lấy cho. Mẹ cũng không được ra đâu. Để chị lấy cho em ạ. Con ai yêu ơi, cũng bị danh người ta. Đứng đấy, không khí nhà vệ sinh rồi mà vào nhá. Đứng đấy. Phải cầm đeo mà. Tôi cũng phải giữ cửa mãi. Ừ. Không, không ra được người khỏe. Không, 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 thà này ra nó cũng mở được lúc. Cái cửa ra phải cửa nhà làm còn đâu. Bình thường lấy không đi thế này lắm mà. Bây giờ không rồi nhá, rồi chết thì mình làm. Cái này này lại cái dây lại cái thật lưng ấy. Có coi được rồi có kẹo thôi, có kẹo thì được cái này. Lại còn cái cửa dây chuyền. Mày thích thích tiết kiệm mà. Mày có bên đây đúng không? Thoải mái mình rồi. Không, nào, em nhận lỗi chưa? Không phải không thì đứng đấy. Không thì đứng đấy. Huệ chẳng biết nào đâu. Huệ vô tội. Huệ là đứa sinh Huệ cộng. Huệ không đâu rồi. Và Huệ và mẹ là tội nặng nhất. Đồng phạm của tội nặng. Hiền nhá. Mày nhớ nhá. Nhớ. Làm gì được Hiền. Nó để lúc nào ăn cơm mới vào đi ăn luôn. Em xin chị. Gọi cho tôi nào, tôi nào, em xin cả chị nào. Mồm mồm nó nói mắt nó trừng trừng với mày. À chị. Ê không chỉ nói không thế đâu. Thành không thành chuẩn, không thành chuẩn đâu. Thái độ với nhau. Nói là một chuyện và thái độ là một chuyện. Bảo là vâng ơi, bảo là em xin chị. Em xin cả chị. Sao em không dám nữa? Xin đi. Xin đi là dung tha cho. Mày lúc này vừa theo cái vương ra làm được gì mày đâu. À lấy nhá. Mày phản hồi mà mày đưa vào người nắng nhất. Ba phải quá. Thiếu đưa một thiện phạm vừa vừa làm đề ngay ông tội phản bội tổ quốc. À thiện phạm cao nhất ở mức bình thường. Ôi thiện phạm mới à. Thiện phạm của mình à. Không phải lên mày xe xe 8. Làm sao không rơi lắm vào. Chết mày là đâu. Của mình là 1985 rồi. Hiện phạt là vừa vừa vòng xế, à vòng 3 linh vầy. Này Tiểu, Tiểu 10 hiện phạt là gì đó? Tiểu 10 hiện phạt. Má thật nắm hiện phạt, tao biết mấy mấy hỏi chị tôi hiện phạt kia. Chị Ngọc ơi, Tiểu 10 hiện phạt là gì? Trời ơi, chị công ty. Hỏi như thế rồi. Để ra tầm xong thì em bảo nhá. Ra mà ở trong đấy thì em cứ đứng đấy. Chị Dung xinh đẹp ơi. Mình phải hôm nay em đến cùng. Anh Mông đẹp trai ơi. Anh Mông đẹp trai ơi. Lát bảo chị Dung xinh đẹp. Anh à, làm lại tư thế hôm qua đi. Đầu tóc tay đâu. Này. Cứ tư thế tay vẫy vẫy. Anh Dung Mông đợi đấy, đợi. Anh Dung Mông đẹp trai ơi. 4:20 4:20 Đâu ơi, mày mua mà nó được có buồn không? Phòng 307 nhà C8 tặng bạn Lê Thủy Linh trước ngày bạn lên đường làm dâu xứ Lào. Ekip sản xuất gồm có bạn quay phim chuẩn không cần chỉnh, với sự tham gia của các diễn viên bạn Dung vai lung tung trong vai Mông, bạn Vi Vi Tini trong vai Linh, đạo diễn Ngọc Cá Sấu người đang nói kiêm MC và ca sĩ. Mong các bạn đón xem. Rồi ngày không linh hôm lung linh nắng trên con đường, dòng người lướt qua riêng Mông ngẩn ngơ miên man. Và Linh hỡi có biết tim Mông vẫn vương bóng hình đợi Mông.
những mong nín lặng, không dám chạy đến bên Linh. Vì ngại Linh hững hờ, hay vì sợ làm Linh xôn xao. Quá. Anh ăn gì à? Cho anh điếu đi la. Anh chờ một lúc. Ngày không Linh, quán vắng không vang tiếng đàn. Ngày không Linh, sắc thắm hoa phai nhạt màu. Nhớ Linh, Linh nơi chốn nào, mong miên man nỗi nhớ khôn nguôi. Lòng mong khát khao, sẽ chia buồn vui cùng Linh. Vì nếu Linh cần một bờ vai em, nếu Linh cần những phút bình yên, mong sẽ đến người kề bên mình. Khi Linh khóc giọt nước mắt chưa tràn, dẫu phong ba mong sẽ đến với Linh. Cho dù không làm Linh cười, mong sẽ đến để được khóc cùng Linh. Vì nếu Linh cười nụ cười long lanh, thì mong hạnh phúc rạng ngời. Mong sẽ đến như bao lần, để mình cùng tựa vào vai nhau. 2 giờ trước, Linh và Mông vẫn còn ngồi uống rượu ra vôi với nhau ở hàng rượu mực. 2 giờ sau, Linh khóc vì giờ đây Linh đã mất Mông rồi. Mông khóc vì giờ đây Linh đã xa thật rồi. Mông nhớ lời hẹn ước ta không xa rời, mà giờ đây sao chỉ mông lẻ loi. Mông cứ cố gắng tại sao vẫn cứ xa vời. Mông và Linh dường như ta đã hết yêu nhau rồi. Linh hãy nói cho Mông nghe đi hỡi người yêu ơi, tại sao giờ chúng ta lìa đôi. Linh, anh quay lại với anh đi. Anh không được vậy. Anh hứa là ngày mai sẽ mua cho em 10 quả trứng vịt lộn. Ừ, đâu 20 quả thôi. Rồi, sao thằng Linh đi. Tại Mông đã vô tâm hay tại Linh không quan tâm Mông mỗi ngày. Để giờ đây khi lời Mông nói Linh không tin Mông nữa vậy. Trong tình yêu, đôi lúc ta hay giận hờn Linh biết. Nhưng Linh thấy, giờ Linh không còn yêu Mông. Vậy thôi mong cho Linh đi về nơi Linh chưa ban đầu, nơi mà Linh khi chưa quen mày mong mong thấy mày vui hơn nhiều. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của Linh, nhưng có người sẽ cho Linh lại một bầu trời. Lắng nghe từng giọt nắng Linh đời, lắng nghe mùa thu đến sớm nay. Có lẽ lúc này anh mong vẫn ngủ say, lòng Linh nhớ mong thật nhiều. Lắng nghe từng góc phố hát lên lòng vui sướng biết bao. Đến lúc thức dậy anh yêu Linh biết mấy, lòng anh nhớ Linh thật nhiều. Dẫu biết có lúc giận hơn, có lúc ngại ngần, vẫn thấy tim Linh gần Mông hơn. Nhớ lắm ánh mắt còn ngây, tiếng hát còn đây, vẫn thấy trong Linh cơn ngủ say. Có lắm ước muốn tràn trề, phút trong ùa về, phút trong qua như là cơn mê. Dẫu biết có lúc nhìn lại những tháng ngày dài, anh vẫn mãi mãi dành tặng